Xin Chúa thương xót với linh hồn bà về sớm được vượt ngưỡng cõi thiên đàng hướng thanh nhàn với Chúa, với mẹ Maria, nhất là Chúa hài lòng ngày hôm nay chúng ta đang mừng lễ vòng giáng sinh, lễ giáng sinh. Xin mọi người tự nguyện, nếu có thể được xin đọc tự nguyện cùng mình cho bà theo ý này nhé. Bà nhé, tôi xin thưa người đầu tiên, lạy Chúa, Chúa khóc thương ta sao đâu chết, xin hãy thương và thương xót đến linh hồn Maria và đưa linh hồn Maria được sớm hưởng khoái phúc ngày này. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa từ tất cả những hồng ân Chúa đã ban cho đại gia đình của chúng con. Ngay khi lúc chúng con đau buồn nhất, Chúa luôn đồng hành với chúng con. Xin lòng thương xót của Chúa thương đến linh hồn Maria, tha thứ mọi lỗi lầm
để đưa linh hồn Maria về hưởng nham thánh ngài. Chúng con cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông bà và linh hồn dì Lan, những người đã ra đi trước chúng con. Xin Chúa tha thứ và đưa họ về hưởng nham thánh ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã thương đến linh hồn Maria trong buổi tiệc thánh. Báu Thánh Chúa, xin Chúa nhớ đến linh hồn Maria và linh hồn Maria được sớm hưởng tiệc thánh nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ghi ấn tín trong bức lược tội và xin tái thương cho linh hồn Maria và các sổ khác thánh, những người Chúa đã chọn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa làm nhân từ thương đến tôi tới Chúa là linh hồn Maria. Khi còn sống, linh hồn Maria đã ước ao nguyện dâng theo thánh ý Chúa, vì Chúa chính là đường, là sự thật, là sự sống. Xin Chúa cũng nhớ đến, thương xót và đưa linh hồn Maria và tất cả những người bạn, anh chị em và con của gia đình chúng con đây đang cầu nguyện. Xin Chúa thương và đưa tất cả những linh hồn này được chung hưởng tiệc thánh nước trời. Chúng con nguyện xin về Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ chốn liên đình cũ tôi còn biết bao linh hồn thong thang, nhưng hành tin dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đòi con cái kiến tha ban nay. Từ vực sâu thiêm thong tha còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy nói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người nhớ thương. Để sau từng từng mơ đôi mắt giữa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy nói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương. Diệu về nơi thiên tòa cao xa cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy nói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Con lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được. Vậy Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa con, nhưng kẻ làm dân được Chúa trời. Đêm ngày hãy trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Thầy Chúa con xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được
được sáng soi vô cùng. Này Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được mỹ yên. Amen. Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, vậy hãy xin thì vậy sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu oan cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng. Chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho mọi hai xuống thế làm người. Chúa trời chịu chết trên cây thánh giá vì con, và cho con được tạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều hơn nhiều phép hội thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại cứu lấy con, theo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Hey, come over here. In front, Daniel too. Yeah, that's good. But it's not gonna ruin the pants, is it? Ha ha ha.
trời, nó cởi ra hết à. Nó có cười con bé. Chuột đâu? Chuột sáo đâu? Chuột đẹp à? Rồi, chuột bụi rồi, bố đúng rồi. Rồi. Hai đời. Hai đời. Hai đời. Cởi áo ra vào đây, vào đây. Bà Lệ cũng cởi áo ra luôn. Hà lạnh không sao, ok, hình đẹp là được rồi. One more. I mean, after you love each other.